Những trận danh đầu mùa đầy khắc nghiệt, khi tôi sử dụng combo siêu mạnh AUG kết hợp với Mach 10 vào leo rank sinh tồn và cái kết, địch tập trung ở bo cuối cực kỳ đông, clip cực kỳ hấp dẫn, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Ok, xin chào tất cả những người anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của QuyềnDz. Thì anh em thấy trên tay của tôi đang cầm khẩu gì đây không? Đây là khẩu AUG anh em nhá. Thì ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng khẩu AUG này để leo rank đầu mùa luôn anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo cho anh em một cái mini game cho anh em chơi với câu hỏi như sau, đó là anh em hãy nêu chỉ số trừ của cái khẩu AUG này là gì, đấy nó giảm cái gì đó, thì anh em hãy comment ở bảng đúng nhất của anh em vào bên dưới và kèm ID thì mình sẽ chọn ra một bạn trả lời đúng nhất và may mắn nhất, mình sẽ tặng cho bạn này 2000 kim cương luôn. Yêu cầu để nhận được giải thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần like, đăng ký kênh và xem hết video. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào clip luôn anh em ơi. Liquid.
trận 2, AUG kết hợp thêm mắc 7 vào leo rank và cái kết. Trận 3, màn kết liễu cực kỳ đẹp mắt. Yeah.